Đây là bộ phim về việc một thiếu niên cấp 3 giành lại bạn gái từ tay của một thằng già dơ giàu có, rồi tiêu diệt thằng trả luôn. Đây là Charlie Brewster, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thanh niên này thì sống với mẹ ở Nevada, Texas. Charlie năm nay mới đang học cấp 3, đầu bù tóc rối và trông có vẻ nhát nhát. Dù phải chạy con xe cào cào hơi tí thì hỏng này, nhưng cậu vẫn mập mờ được một em ghệ đi ô tô nhìn khá mướt. Ý tôi là cái ô tô nó mướt ấy. Hôm nay Charlie vừa dắt bộ con xe máy về nhà, tranh thủ ngắm đít chị hàng xóm. Vừa đúng lúc mẹ chuẩn bị đi làm, mẹ Charlie than là thế bất nào thằng cha mới chuyển vào căn nhà bên cạnh đã đục đẽo cái quái gì đấy mà đất đá đã đủ chất đầy cả hai cái thùng rác cỡ đại, để chắn nít cả cửa thế kia. Nếu đây là xây bể bơi thì bà còn cho qua, tại thi thoảng còn sang ké, chứ chả thấy sân trước sân sau nhà gã có cái gì, nên hết sức khó chịu. Nhất là khi mẹ Charlie làm bên bất động sản, khu này toàn mấy thằng lôi thôi thì bán thế quái nào được nhà. Charlie bảo mẹ là thôi, theo dõi hàng xóm mới người ta lại nghĩ mình biến thái. Nhưng mà bà chống chế là bà có dòm ngó gì đâu, tại hai cái xe rác kia hiếp dâm thị giác quá. Nhưng thôi, nói xấu hàng xóm thế là đủ rồi. Em ghệ Amy kia đến đây là để rủ Charlie đi học, và vì con xe cào cào chết máy từ nãy rồi nên cậu phải nhờ gái chở đến trường. Nói chung là cũng hơi mất mặt tí, nhất là khi Charlie đang muốn Amy đổ mình hoàn toàn để cậu có thể tự tin rủ cô đi dạ hội cuối cấp. Charlie đến trường và mấy thằng dân play thì ghen tị ra mặt, bảo thế quái nào thằng đụt đụt như cậu lại có ghệ xinh thế, tư duy chiến lược cả thôi các cậu, oai nhở. Hôm nay trong lúc Charlie vào học, cậu nhận thấy điểm danh trên lớp thiếu mất vài đứa. Cơ mà thằng Edward, hay giờ gọi là Ed đi, thì thấy nghiêm trọng lắm. Sau khi tan lớp, Ed đòi gặp riêng Charlie. Trong khi cậu đang thể hiện với mấy thằng bạn mới để nói thêm về ông Ed này, thì Ed là bạn thân từ ngày xưa của Charlie. Và ông tướng này nhìn rất là typical đầu to mắt cận lập dị mọt sách trong phim Mỹ. Ed cứ nằng nặc cho rằng Adam, một trong những đứa nghỉ học ngày hôm nay, bạn thân của hai thằng ngày xưa, đã gặp chuyện bất chắc và hai thằng phải đến nhà Adam để xem xét tình hình. Charlie nhìn là biết không muốn đi vì nghĩ Ed đang phản ứng thái quá. Nhưng Ed dọa sẽ cho đám bạn dân play của cậu biết được về quá khứ đáng xấu hổ chơi cùng hội anh em lập dị của mình, nên ậm ừ tan học sẽ đến nhà Adam cùng với Ed cho xong chuyện. Khi trời vừa nhập nhoạng tối, Ed thì đứng chờ ở cửa nhà Adam, còn Charlie giờ mới nhờ bạn gái trở về nhà. Thấy mẹ đang bắt chuyện với ông hàng xóm, ông này tên là Jerry, người mà sáng nay bà vẫn còn chửi xéo vì hai cái thùng rác, mà giờ thấy thằng Trả là một người đàn ông cơ bắp đẹp trai, bận không đổ rác được vì làm đêm ở công trường, đến sáng mới về nhà thì quay ngoắt 180 độ. Jerry giải thích rằng đống đất đá kia là vì gã phải xây lại tầng hầm. Chi tiết này vô cùng quan trọng và sẽ được nhắc lại sau. Mẹ bảo Charlie là bà chỉ đang tán chuyện chơi chơi thôi, chứ giờ mẹ là single mom độc lập tự chủ, dây vào đàn ông làm gì cho nó mệt người nữa. Charlie đang định dẫn bạn gái vào nhà ăn tối với mẹ thì Ed nhắn cho quả tin thúc và đít, khiến cậu phải chạy ngay đến nhà Adam như đã hẹn. Không biết mọi người thấy thế nào chứ đoạn này tôi thấy thằng Charlie rất là xấu tính. Charlie đến nơi thì thấy Ed đang đứng chờ ngoài cửa từ chiều. Hai thằng gõ cửa nhà Adam, rồi chưa kịp để ai trả lời, Ed đã chui vào nhà qua lỗ cửa cho chó, mở cửa từ phía trong cho Charlie vào nhà. Ed mở ba lô ra thì bên trong toàn là cọc với thánh giá các thứ, rồi thao thao bất tuyệt với Charlie rằng gã hàng xóm mới ở nhà cậu thực ra là ma cà rồng. Charlie mỉa luôn thằng bạn là ma cà rồng quái gì lại tên là Jerry. Nhưng mà hai thanh niên này không biết là hai thằng vừa đi vào trong nhà đã có bóng đen đứng ngoài cửa theo dõi, rồi lướt đi như một cơn gió. Charlie và Ed khám cả ngôi nhà nhưng cuối cùng chả thấy ai. Hỏi ra mới biết thứ khiến Ed phát điên như này là Adam và Ed đã cùng tự điều tra những vụ mất tích mới đây, và thường là cả gia đình mất tích luôn. Charlie bảo cả nhà chuyển đi thì có gì mà lạ, mẹ tôi làm môi giới bất động sản tôi biết. Nhưng Ed bảo Charlie là chả hiểu cái gì cả, nhà thằng cha Jerry kia luôn ở gần những vụ mất tích cả gia đình, và lần nào nhà hắn cũng bị bôi đen hết các cửa sổ, không bao giờ có ai thấy hắn xuất hiện vào ban ngày, nên rõ ràng rành thằng cha này là ma cà rồng. Chưa kể Ed còn có bằng chứng ở nhà nữa. Charlie quạt lại là Jerry là công nhân xây dựng ca đêm nên muốn nhà tối tí để sáng được đi ngủ, có gì mà lạ. Ed nên đọc Twilight ít thôi. Nhắc Charlie về việc không bao giờ mời Jerry vào nhà, và sáng mai thì cả hai người nên đột nhập vào nhà gã. Charlie nhìn thằng bạn mình trông như đang phê đá thì ngán lắm rồi, tỏ rõ thái độ chán trường, khiến Ed càng nổi giận hơn. Chắc Charlie là thay đổi quá nhiều, rồi bắt đầu nói xấu bạn gái của Charlie, khiến cậu mất bình tĩnh đẩy Ed ra sàn. Cả hai rời đi, Ed cay cú trượt ván về nhà thì bị thằng bạn dân play của Charlie chặn đầu gây sự. Ed nhanh chóng chạy thoát, nhưng bỏ nguyên ba lô đồ nghề săn ma cà rồng ở lại. Cậu leo qua hàng rào vào sân sau của mấy căn nhà thì va vào Jerry đang đứng đợi sẵn. Ed phá cửa một ngôi nhà để vào, chắc mẩm mình đã an toàn vì theo luật ma cà rồng không thể vào nhà ai nếu chưa được mời. Đáng tiếc là Jerry bước vào hết sức nhẹ nhàng, vì trước tiên thì Ed đã theo dõi hắn từ trước, và sau thì đây có phải nhà Ed đâu. Thằng bé chạy trối chết, luôn lách từ tầng 1 lên tầng 2, rồi treo từ tầng 2 qua mái nhà xuống tầng 1. Nhưng Jerry đã ngồi đợi ở đấy từ nãy. Ed giật mình ngã lăn quay xuống bể bơi thì bị Jerry hack não rằng nếu Ed trở thành ma cà rồng, cậu sẽ được nhiều hơn mất, và những thằng dở hơi đối xử tệ với Ed đều sẽ không thể bắt nạt cậu được nữa. Ed nghe đến thế thì cũng xuôi xuôi, chấp nhận để Jerry nhe nanh ra cắn cổ. Sáng hôm sau,
Có vẻ là ông tướng Charlie này cũng khá hối tiếc khi đối xử tệ với Ed như vậy, nên lật dở lại cái video mà Ed dọa sẽ phát tán cho các bạn mới của Charlie xem. Và trông có vẻ là nhờ cái video này mà Charlie nhận ra mình đã sai. Đang hồi tưởng dở thì Amy đến gọi Charlie đi học. Hôm nay số lượng học sinh cúp học cộng thêm một thằng, và đó chẳng ai khác ngoài Ed, khiến Charlie vô cùng lo lắng. Cậu đến nhà Ed ngay sau đó, hỏi bố mẹ thằng bạn thì biết được là Ed đã rời đi từ sáng sớm. Charlie lên phòng Ed kiểm tra thì thấy camera của bạn Ed đã quay một đoạn phim với những đồ vật tự động di chuyển. Đáng báo động nhất là chiếc xe hơi tự lái vào sân nhà rồi tự mở cửa mà không thấy ai. Bằng chứng quá rõ ràng, những gì Ed nói đều là thật. Charlie cảm xúc lẫn lộn đi về nhà thì thình lình Jerry xuất hiện, đòi vào xin tí bia. Tại nay được hôm nghỉ mời gái về nhà mà lại quên đi mua bia, nên xin Charlie mấy chai. Charlie cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng là cậu đang vô cùng bấn loạn. Jerry thì đứng ở ngoài cửa và nhìn thấy thằng cha kia lù lù ở đấy làm Charlie luống cuống, rơi chai bia xuống sàn vỡ toang. Jerry hỏi cậu cần giúp gì không, và tí nữa thì Charlie buột mồm mời gã vào nhà, nhưng may là kìm lại được. Nhưng có lẽ chính cái sự cẩn thận này của Charlie làm Jerry chú ý. Gã bắt đầu đánh đòn tâm lý về người bố đã bỏ rơi hai mẹ con Charlie, rồi về việc cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà và Charlie phải bảo vệ cả mẹ lẫn bạn gái, vì ngoài kia có rất nhiều kẻ với ý đồ chả biết đâu mà lần. Charlie tự dưng sợ đi lên phòng gặp bạn gái, thì hóa ra vì vụ qua nhà Ed mà Charlie đã để Amy leo cây cả tiếng. May là chờ trong phòng cậu nên không sao. Amy đang nghiên cứu bí kíp 52 tư thế gạ Charlie hôm nay sẽ đưa nhau vào đời. Nhưng ông tướng Charlie hôn bạn gái thì không hôn, cứ ngó ngó bên ngoài cửa sổ xem lão Jerry đang nói chuyện với ai. Và người mà Jerry hẹn vào nhà tối nay chẳng ai khác lại là bà chị hàng xóm mà hôm trước Charlie soi đít. Amy bảo vào chuẩn bị hú hí tiếp đấy, nhưng Charlie cứ giật kiểu len len lút lút xem Jerry đang làm gì, khiến Amy dỗi vì tự dưng Charlie hành động như thằng biến thái theo dõi hàng xóm, đùng đùng bỏ về. Nửa đêm, trong lúc Charlie thiếp đi thì một tiếng hét thất thanh làm cậu tỉnh giấc. Charlie gọi ngay cho ông Can, và thế là bị Jerry hỏi thật. Lão chỉ trả lời kiểu ẩn ý, rõ ràng là cô ấy sẽ hét lên rồi. Thế là mấy ông Can cũng rời đi luôn, để Charlie nhìn ra ngoài cửa sổ một cách cay cú. Đúng lúc đó thì Jerry cũng lên xe rời đi, khiến Charlie bắt đầu hành động. Cậu lên Google tra cách cậy khóa, giờ vào cậy cửa nhà Jerry như thật. Nhưng mà rõ là cậy khóa mà dễ thế thì ai cũng làm ăn trộm từ lâu rồi. Cậu tìm trên sân trước nhà Jerry thì thấy một cục đá chứa chìa khóa dự phòng, mở cửa vào nhà luôn. Đúng như những gì mà Ed đã nói, Jerry bôi đen toàn bộ cửa sổ, còn lại thì căn nhà không có gì bất thường, trừ cái poster ma quỷ này. Charlie thấy thì chụp làm bằng chứng luôn. Đùa đấy, trên tầng 2, sau tủ quần áo, thằng Chả có một cái hành lang với những căn phòng có lỗ để nhìn từ ngoài vào. Và nhìn từ cái lỗ vào trong thì trông bé tí như phòng trọ sinh viên Hà Nội ở mấy quận trung tâm. Một trong những căn phòng đó đang nhốt chị hàng xóm đi to. Charlie cố cậy khóa cho chị, nhưng Jerry đã về đến nơi, khiến Charlie phải trốn vào một căn phòng khác. Hắn mở cửa, ôm Doris ra cắn cổ. Charlie chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chẳng biết phải làm gì. Khi tên ma cà rồng đã rời khỏi hành lang bí mật, Charlie mới có thể đến cứu chị hàng xóm, rồi dìu chị gái xuống cầu thang. Jerry thì đang xem TV, nhưng có vẻ là tai hắn thính hơn tai rơi. Chậm chậm bước ra chỗ hai người đang trốn. À thôi, báo động giả, hắn chỉ lấy quả táo để ăn thôi. Hiểm nguy đã qua, Charlie kéo tay chị hàng xóm trốn đi, không biết rằng Jerry đang đứng nhìn trong góc tối. Và giờ chúng ta mới biết tại sao hắn lại để cho Charlie cứu chị. Sau khi Charlie dẫn chị hàng xóm ra khỏi cửa, vừa bước ra chỗ nắng thì chị hàng xóm của cậu bỗng dưng cháy thành tro bụi. Jerry cười khoái chí, trong khi mặt Charlie thì cắt không còn hạt máu. Cậu dậy đi học luôn, không quên dặn mẹ là dù có làm gì đừng mời Jerry vào nhà, và đêm xuống thì không đi đâu. Đến trường, Charlie vào ngay thư viện để dùng máy tính tra cứu, một điều mà đến bạn gái Amy của Charlie còn thấy kỳ lạ không hiểu nổi. Tưởng là Charlie bấn đến độ xem sách trong thư viện, nhưng thôi, giờ kể với Amy là Charlie đang tìm kiếm thông tin về lão ảo thuật gia cách đó không xa, nên Charlie đi đến tòa nhà mà lão ở luôn. Bằng những thủ pháp hết sức ảo ma Lazada, Charlie ăn cắp một chiếc áo vest, rồi giả vờ làm phóng viên đến phỏng vấn Peter. Lão này thì biểu diễn ảo thuật các thứ là nhiều, và nhìn thấy buổi tập dượt thôi là biết Peter Vincent là một thằng cha vô cùng phong bản. Đầu tiên thì Peter định cho Charlie chim cút, nhưng mà hai cái là sự lóng ngóng khi giả vờ của cậu đã khiến Peter tưởng cậu là thằng thực tập sinh tay mơ bị tòa soạn điều đến đây viết bài đầu tiên, nên tội nghiệp. Trong thằng bé 10 phút phỏng vấn, Charlie được Peter Vincent mời lên căn penthouse của lão, nơi chứa đựng bao nhiêu là di vật chống ma cà rồng. Và ngay tại lúc này, Charlie thấy ngay được bộ mặt thật của Peter. Dâu giả, khuyên giả, tóc giả, quần cũng giả ra. Mỗi cái áo trùm cuối ban nãy cởi ra là thật. Charlie lúc đầu còn giả vờ phỏng vấn tí, nhưng thấy Peter cứ cợt cợt nhả nhả, chứ chưa được một lúc đã mất bình tĩnh. Một thằng ma cà rồng đã bắt mất bạn tôi. Ma cà rồng á? Tên hắn là Jerry. Cái gì? Ma cà rồng sao lại tên là Jerry? Cậu cho Peter xem bức ảnh mà cậu chụp được. Và thế là Peter nhìn Charlie như thằng dở hơi, rồi đuổi ra khỏi nhà. Có cái gì đó khá lạ với ông Peter này. Cơ mà đại loại là Charlie thất vọng trở về nhà đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Hai thằng bạn dân play đã chờ Charlie ngoài cổng, định làm trò gì đấy, nhưng bị Jerry bắt được trước. Làm một tí coi như ăn nhẹ. Trong nhà thì Charlie đã tự gọt ra một đống cọc, dán thanh giá với hành tỏi đầy cửa sổ. Mẹ hỏi là sợ phải làm thế, thì Charlie nói dối là tại Amy thích cosplay. Cả mẹ lẫn bạn gái nhìn Charlie vô cùng ái ngại, vì mấy hôm nay cậu kỳ cục lắm.
Cơ mà trái với kỳ vọng của tôi, bạn gái Charlie bắt cậu phải giải thích vì Charlie vô cùng quan trọng với Amy. Cơ mà ngay khi Amy đang cố cậy mồm Charlie ra thì Jerry đến gọi cửa. Mặc cho Charlie có van xin, mẹ cậu vẫn cố ra mở cửa nhưng bị Charlie giữ lại. Jerry bắt đầu đánh từ xa vào, phàn nàn về việc hôm qua Charlie đột nhập vào nhà gã, một hành động rất chi là biến thái. Dọa là sẽ báo cảnh sát nếu như không cho hắn vào cùng bàn luận cách dàn xếp. Nhưng mẹ Charlie sau khi nhìn con trai, thấy sự van xin trong mắt cậu thì nói vọng ra là cứ gọi cảnh sát nếu hắn muốn. Jerry về nhà và tất nhiên là không gọi cảnh sát. Hắn chỉ lặng lẽ cầm sẻng ra vườn nhà hai mẹ con rồi đào đất, kéo một đường ống gì đó lên, thứ mà tôi nghĩ là đường ống dẫn ga của nhà Charlie. Jerry mỉm cười, dùng bật lửa đốt đường ống, khiến lò sưởi và bếp ga trong nhà hai mẹ con phát nổ, đốt cháy ngôi nhà. Ba mẹ con Charlie phải chạy đi, lên ô tô chạy. Trước khi căn nhà nổ tung, họ tưởng rằng lên xe chạy thì an toàn hơn. Nhưng mà ngay lúc đó con xe cào cào của Charlie bay tới, đâm xuyên qua kính sau ô tô, khiến Amy và mẹ Charlie hoảng hồn. Và giờ thì họ bắt đầu tin những gì Charlie nói, rằng tên Jerry này rõ không phải là người bình thường. Họ chưa kịp định thần lại thì Jerry đã phóng xe đuổi theo, đâm ô tô vào ba mẹ con. Hắn chạy ra chặn đầu nhưng bị Charlie bảo mẹ nhấn ga tông trúng. Chạy được một lúc nữa thì họ phát hiện ra Jerry vẫn bám dính dưới gầm xe, đâm xuyên qua tấm thép để túm chân ai đó, nhưng thay vào đó bị chống trả dữ dội. Hắn nhanh tay ấn ngay vào chân phanh, khiến con xe của ba mẹ con đột ngột dừng lại trên đường cao tốc, nên một chiếc xe khác lao đi trong đêm không thấy ba mẹ con, tông thẳng vào xe ở tốc độ cao. Chủ chiếc xe kia bước ra để phàn nàn thì Jerry nhấc cả chiếc xe lên để chạy ra cắn cổ người đàn ông đó luôn. Charlie chạy ra khỏi xe, mang thánh giá ra đuổi Jerry đi. Jerry tỏ ra sợ sệt, cơ mà đùa đấy, Jerry chả sao cả, một tay nắm lấy cái thánh giá gỗ và nó đã bị cháy rụi. Jerry nắm lấy Charlie rồi ném văng ra xa, rồi mới chạy tới kết liễu cậu. Cơ mà chưa kịp giết thằng bé thì bị mẹ Charlie cắm cái cọc bán nhà xuyên qua ngực, khiến hắn nằm lăn ra đất co giật. Vừa bảo vệ con trai xong thì mẹ Charlie ngất luôn vì quả đập đầu ban nãy chảy máu quá nhiều. Charlie và Amy đành phải lái con xe nát bươm lên thành phố đưa mẹ đi cấp cứu. Cùng lúc đó tại Las Vegas, Peter giờ mới kiểm tra những hình ảnh mà Charlie gửi cho ông ta và thấy rằng nó giống y hệt một bản vẽ mà ông giữ trong két sắt bao lâu nay. Thế thì Charlie với Amy đang ra sao? Sau khi đưa mẹ đến bệnh viện, Charlie ngồi tâm sự với Amy một lúc. Charlie bày tỏ sự hối tiếc vì đã không tin lời Ed, vì trở thành một thằng mất dạy với người bạn thân thiết của mình chỉ vì cậu muốn trở nên ngầu hơn. Amy trấn an Charlie, nói rằng cậu không cần phải là dân chơi mà cứ vui vui với mấy thằng bạn như ngày xưa thì cô vẫn thích. Tốt á. Nhưng mà hai người có để ý là Jerry chưa chết không? Mấy người vẫn còn nguy hiểm à? Đúng lúc đấy thì Peter gọi đến cho Charlie, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Và thế là sau khi chèn đầy thánh giá vào mọi cửa sổ phòng bệnh viện của mẹ, Charlie và Amy lại một lần nữa đến căn phòng penthouse của Peter. Peter phủ đầu luôn là cậu có kèo gì lão cũng không tham gia đâu. Nhưng mà lão sẽ cho Charlie biết những gì lão biết. Theo nghiên cứu của Peter, cái bức hình mà Charlie gửi có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Bọn ma cà rồng đến từ đấy, thường ẩn sâu trong lòng đất, giết người từ từ. Đang nói dở thì ông gác cổng bảo là Peter có shipper chuyển hàng đến, nên thằng trả bảo luôn là cho người ta vào. Có gì đấy sai sai ở đây? Khi mà cái thằng mặc đồ shipper kia không ai khác chính là Ed. Ed đã biến thành ma cà rồng và kết quả cho người ta vào không khác gì một lời mời. Hóa ra cái bài này là Jerry chỉ cho Ed. Hắn có 7749 cách để lừa người ta mời hắn vào nhà. Peter đập vỡ tủ trưng bày, lấy cây đinh VIP chuyên dùng để xiên ma cà rồng ra dọa Ed, nhưng cuối cùng lại chỉ mở phòng trú ẩn cửa thép rồi chạy vào đó trốn. Ed cố đuổi theo Peter nhưng bị cánh cửa kẹp cụt tay. Charlie định cố thủ trong căn phòng đầy di vật của Peter, vừa đúng lúc Jerry đến nơi cắn cổ ông bảo vệ luôn. Ở trong thì Ed cụt tay đang đối đầu với Amy và Charlie, đánh hơi được hai người nhưng bị tủ đè. Charlie bảo bạn gái chạy đi, còn mình ở lại solo với Ed. Một cuộc hỗn chiến xảy ra nhưng xương cổ Ed quá cứng, còn Charlie lại không phải Tanjiro. Amy đang chạy thì gặp phải Jerry chạy vào, dùng súng trong hộc tủ bắn liên tiếp vào người hắn. Nhưng đạn bạc trong tủ súng chỉ giết người sói thôi. Jerry là ma cà rồng nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Jerry không ngờ được là ngay đấy có một ly nước thánh, và cô nhanh tay hất luôn vào mặt Jerry. Cùng lúc đó, Charlie đang bị Ed cho ăn hành ngập mồm, chấp một tay mà vẫn trên kèo được. Nhưng mà Ed cứ vờn vờn. Và thế là bị Amy đến kịp, cầm chùy cho một phát ngay đầu. Amy thông báo cho bạn trai về sự có mặt của Jerry, giục cậu phải kết liễu Ed ngay khi nó còn đang choáng. Dù không muốn, Charlie vẫn phải đâm xuyên tim Ed. Giải thoát cho bạn, họ trốn xuống cái bar bên tầng dưới. Vì Amy nghĩ rằng chỗ đông người thì Jerry không dám ra tay. Đây là quán bar rung lắc nhạc sập sình, lại còn ở Las Vegas, nên rõ là chả ai quan tâm đến ai. Hai người cố lẩn vào đám đông để cắt đuôi Jerry, nhưng mà đúng lúc đó thì DJ drop beat khiến đám đông len vào nhún nhảy, khiến đôi trẻ lạc nhau. Jerry bắt được Amy, mang ra chỗ khác để tiện bề xử lý. Charlie cố đuổi để ngăn hắn lại, nhưng bị bảo vệ quán bar chặn lại, đòi xem chứng minh thư. Trong khi Jerry cắn cổ Amy, Charlie quay lại chỗ Peter thì thấy thằng trả chuẩn bị rời đi. Charlie đến đây chỉ để xin thêm đồ, vì đợt này cậu quyết khô máu để cứu bạn gái. Charlie cố dụ Peter đi tiêu diệt ma cà rồng của mình, nhưng bây giờ Peter mới tiết lộ bí mật, thứ khiến ông ám ảnh và siêu tầm nhiều di vật thần bí đến thế này. Vì ngày xưa chính cha mẹ ông cũng bị ma cà rồng giết chết, và bỏ chạy là cách duy nhất mà Peter biết để sống sót. Charlie bảo thế thì Peter khác gì bố cậu,
thấy Biến là bỏ mọi người chạy đi. Charlie thà chết chứ không muốn trở thành người như vậy. Có cái gì đó khiến Peter nghĩ lại, tặng cho Charlie một cây cọc được thánh Michael ban phước. Và như lời Peter nói thì khi Charlie giết được tên ma cà rồng đầu đàn là Jerry thì những nạn nhân mà hắn đã biến đổi đều sẽ trở lại thành người. Cậu quay lại với mẹ chờ đến sáng. Giờ ngay khi bình minh vừa lên thì chuẩn bị đến nhà Jerry để làm trận combat cuối cùng. Cậu vào cửa hàng mua trang thiết bị, quần áo bảo hộ rồi cung nỏ các kiểu, phá cửa vào nhà Jerry, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Cậu tìm lại cái hành lang mật của Jerry thì Amy đã bị kéo xuống đâu đó. Charlie tìm đường xuống thì va vào một người cũng lọ mọ trong nhà Jerry. Tưởng là ai, hóa ra là Peter đến đùa rank. Họ quay lại căn phòng nghe thấy giọng Amy thì phát hiện ra dưới sàn có cửa sập thông tận xuống tầng hầm. Dưới này giờ chả khác gì cái hang khổng lồ. Hóa ra thứ mà Jerry đào ở đầu phim là cái này. Charlie lần theo tiếng gọi của Amy thì bị Jerry nhảy xuống dọa. Cậu lùi lại thì Jerry chỉ đơn giản là đóng cửa vào cho Charlie được riêng tư với Amy, còn hắn thì quay ra lùa Peter. Giờ thì chúng ta đã biết chính Jerry là kẻ giết cha mẹ của Peter. Hắn ném sỏi rách đầu Peter khiến ông chảy máu, ngửi được mùi máu. Các đàn em đã bị Jerry biến đổi, từ lòng đất trồi lên lao ra sâu xé Peter. Ông dùng súng bắn cọc tiêu diệt được vài con, nhưng bắn đến shot thứ 3 thì khẩu súng kẹt đạn. Cùng lúc đó thì Charlie đang bị Amy đè xuống sàn, bảo là giờ cùng nhau thành ma cà rồng thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mà chưa kịp cắn Charlie thì đã bị cậu xiên trò cái vào ngực, nhưng cẩn thận né tim ra. Trong lúc Amy đang hồi phục, Charlie chạy ra ứng cứu Peter thì nhận ra ông đang bị cả lũ kia liếm láp, đầu nhảy số. Charlie chĩa súng lên trời bắn chim, phá tung mặt sàn của căn nhà, khiến nắng từ bên ngoài chiếu xuống, tiêu diệt lũ ma cà rồng đang cắn Peter. Cả hai người chui vào chỗ có nắng, khiến đám ma cà rồng không dám lại gần, nhưng bị Jerry cười. Vì hắn nghĩ là cái thằng sống hơn 400 năm như hắn, đâu có dễ gì bị một thằng trẻ con như Charlie vào giết phát một. Jerry cảm ơn Charlie vì đã mang Amy đến chỗ hắn, vì cô làm hắn cảm thấy như trẻ ra, trêu tức Charlie bằng cách mân mê với Amy. Peter thì sắp biến thành ma cà rồng luôn rồi, nên cũng hơi căng, giờ thì phải khô máu thôi. Charlie mặc full đồ bảo hộ, đội mũ đeo kính các thứ. Hóa ra bộ quần áo mà Charlie mặc lớp ngoài cùng đã được tẩm xăng, nên giờ cậu chỉ cần xin Peter một mồi lửa rồi lao vào ôm Jerry, lấy móc móc vào quần hắn cho nó cẩn thận. Jerry phát dồ, cố vùng vẫy ra khỏi Charlie, nhưng cố mãi cũng không ra được, dập lên dập xuống. Peter thấy Charlie cần thêm tí sát thương nên liều mình chạy ra khỏi chỗ sáng, nhặt lấy khẩu shotgun bắn đệm một phát lên trên, khiến cho Jerry tự húc tung sàn nhà để một khoảng nắng rất to chiếu xuống. Charlie nhanh chân lăn ra chỗ nắng, khiến Jerry bị ánh mặt trời thiêu đốt, để lộ vị trí quả tim, bắt lấy chiếc cọc thánh mà Peter ném cho. Charlie đâm một phát xuyên quả tim đang hở của Jerry, chấm dứt chuỗi win 400 năm của tên ma cà rồng, khiến tất cả nạn nhân của hắn trở lại thành người. Charlie nằm bất tỉnh nhân sự, nhưng may mắn vẫn còn sống. Peter tặng cho Charlie một nụ hôn thắm thiết, mở ngoặc không gai đóng ngoặc. Nguy hiểm đến đây có vẻ là đã hết, mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. Giờ Charlie là anh em cây khế của Peter, được ra vào căn nhà penthouse thoải mái. Và thế là cậu dẫn Amy đến đây chim chuột luôn. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Fright Night, đêm kinh hoàng, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.